Xin chào tất cả các chị đẹp của nhà Quỳnh Anh Luxury nha. Các chị ơi, ngày hôm nay nhà Quỳnh Anh lên một cái em đầm rất là đẹp luôn các chị. Mùa này là mùa Tết rồi đúng không cả nhà mình ha? Và đặc biệt là sắp tháng giêng rồi các chị mình sẽ có nhiều dự định mình đi du lịch nè, hoặc mình đi chơi, đi cà phê, đặc biệt là đi chơi Tết nè cả nhà. Thì ngày hôm nay nhà Quỳnh Anh lên một cái em đầm sắc đỏ và còn có hoa văn cho cả nhà mình nữa. Mặc lên cái đầm này mà các chị mình đi chơi Tết hay các chị mình đi chơi cho em mùa xuân nè, các chị chụp hình hoa cho em nói cực kỳ là đẹp luôn các chị nha. Mã sản phẩm của mẫu này sẽ là 8201. Em có đến tận là 5 màu. Thì bây giờ em mặc cho mấy chị mình có màu đỏ trước. Các chị mà thích những tông màu còn lại em sẽ gửi thêm hoa để các chị mình tham khảo các chị mình nha. Mẫu này em có đủ size đến tận là 70 cân cho các chị đẹp của mình luôn ha. Với chất vải là chất vải lụa ánh kim các chị. Đây, tiến lại gần hơn cho mấy chị coi nè. Đó, trên đây sẽ có những cái chùm hoa. Và những cái chùm hoa này sẽ có những cái ánh kim, các chị thấy rõ không? Đó, trời ơi, ở ngoài đẹp cực kỳ luôn cả nhà ơi. Và những cái ánh kim này khi gặp bắt sáng á cả nhà. Đó, thì sẽ lấp lánh vô cùng cho em luôn các chị. Và cái nền là nền đỏ mà kiểu dạng như là đỏ loang á cả nhà mình nha. Phối thêm hoa nhiều màu sắc cho em nữa, vô cùng là rực rỡ và trẻ trung các chị ha. Thiết kế mẫu này thì em làm là dạng cổ V đắp chéo các chị mình nha. Đó, phần cổ V thì rất là dễ mang cho các chị mình luôn. Tiếp tới là phần tay á, thì em sẽ làm là dáng tay phồng cho cả nhà. Trên cầu vai là em có zip nhíu nhẹ cho cả nhà của mình luôn, rất là dễ thương luôn các chị mình ha. Phần eo thì em sẽ may là dáng eo trên để giúp mấy chị nhìn thon gọn phần eo hơn. Còn form là form xè vừa dài qua đầu gối luôn. May như thế này các chị mình sẽ che được phần khuyết điểm đầu gối. Thứ hai nữa, nhìn các chị trông sẽ cao hơn ha. Còn sau lưng mẫu này thì em có làm sợi dây khóa kéo, đặc biệt ngay đây sẽ có một cái chun cho em nha. Là chị nào mà kiểu dạng giống như là vòng hai cả nhà mình á, sợ bị kích á, hoặc là mua về lúc nào cũng bị không vừa phải bóp lại, thì yên tâm là mẫu này của nhà em có chun, đảm bảo sẽ ôm khít cơ thể của các chị mình luôn nha. Rất là xinh các chị. Đó, chơi thật sự phối thêm một cái chiếc túi xách của nhà Quỳnh Anh nữa thôi là các chị mình đã có thể đi chơi nè, đi tiệc mặc đầm này nè, hoặc những cái ngày Tết các chị mình đi du xuân đã vô cùng là nổi bật cho em rồi các chị. Một em đầm sang trọng như thế này nhưng mà ngày hôm nay tại nhà Quỳnh Anh lên cho các chị mình mức giá chỉ có 580.000 thôi các chị ơi, và miễn phí vận chuyển về đến tận nhà cho tất cả các chị mình luôn. Đó, hiện tại mẫu này em đã có mặt tại cửa hàng rồi, địa chỉ là D6 xẹt 6A Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chị nào ở trong Sài Gòn em mời các chị ghé qua thử hàng ha. Còn các chị ở xa thì ngay bây giờ để lại cho em số điện thoại bên dưới, sẽ nhận có nhân viên bên em alo và tư vấn cho các chị đẹp mình nhé.